Quan tâm nhiều là thua, nhắn tin nhiều cũng là thua, yêu nhiều là thua. Anh xin lỗi, anh thua rồi. 你的心思一句犹如他把花心上我的一举一动随你 Nước mắt của con gái là một thứ chất lỏng vô dụng nhất. Nhưng nếu bạn làm cho người con gái của bạn khóc ấy, thì chứng tỏ một điều là bạn cực kỳ vô dụng. Cả cuộc đời này em không tha thứ. Người ta cần anh, em cũng cần anh. Nhưng anh cần người ta, đâu cần em đâu. Người có còn đi qua từng góc phố, người có. Sau này anh sẽ không còn nhận được tin nhắn của em nữa đâu. Xin lỗi anh vì đã làm phiền anh lâu như vậy. Thật ra như vậy cũng tốt, em đi đánh mất một người không yêu em, còn anh sẽ đánh mất một người yêu. Thôi em ở lại mình cho chuyện một chút thôi, có chi xa vời. Anh sẽ chấp nhận nghe tất cả những điều vì anh quá yêu. Con gái họ rất là nặng tình, khi họ quyết định từ bỏ họ sẽ lạnh lùng và còn tàn nhẫn hơn cả con trai. Anh đừng bao giờ nghĩ rằng em thương anh tới nỗi mà em không thể rời xa anh. Sẽ có một ngày nào đó, ngay cái nhìn anh, em cũng không muốn nhìn. Mày tỉnh chưa? Nó đâu có thương mày đâu. Mà mày đợi nó làm gì? Chẳng ai yêu mãi một người đâu anh. Chẳng sẽ đến một lúc nào đó, cái tên của cậu sẽ chẳng còn làm tôi mỉm cười nữa. Tôi xin lỗi, tôi mẹ rồi. Có con đứa trẻ lòng nó sẽ sang biến đất đại của con số. Chuyện thì cũng đã hết rồi, thì anh hãy cứ đi đi. Đừng tìm nhau, đừng tìm đôi mắt này. Xeo ở nồ màu, ta không nghe được tiếng cậu. Tôi kêu đông đúc, ta lại lạc mất đầu. Thượng Hải quá xa hoa, ta cũng chả đến nỗi. Kiếp này, ta mãi mãi là người dân.